Tim vẫn còn đập rất là nhanh bởi vì ngày hôm nay thật sự là mình phải nhìn quá nhiều cái đẹp trong một đêm. Và thật sự thì Yami cảm thấy là chất lượng của thí sinh Hoa hậu miền Bắc ngày năm nay rất là đồng đều. Và thật sự là các bạn sở hữu những cái chiều cao rất là khủng. Và Yami đứng cạnh mà Yami còn cảm thấy ra nhiều khi còn có những thí sinh còn cao hơn cả mình nữa. Nên là cảm thấy là một mùa Hoa hậu Việt Nam rất là thành công. Và cái ca khúc Cò Lả này được chọn vào hỗ trợ các bạn vừa là biểu diễn mà vừa là hỗ trợ các bạn là thí sinh trong phần thi áo tắm. Thì đây cũng là một bất ngờ cả của Yến Lê và Yami luôn, tại vì là cũng không hề nghĩ là sẽ thi áo dài với các khúc Cò Lả cơ. Nhưng mà đây cũng là một phần sáng tạo của ban tổ chức và hy vọng rằng là quý vị khán giả đã có một cái bữa tiệc đầy màu sắc và cũng sẽ có được cho mình những cái thí sinh mà mọi người mong chờ hy vọng nhất. Là ban tổ chức chương trình đã chọn lựa ca khúc Cò Lả là một ca khúc mang đậm màu sắc dân miền Bắc để cho một cái phần thi catwalk của một cái vòng trung khảo phía Bắc. Thì đây thật là một niềm vinh dự rất là lớn của Yami và Yến Lê cũng như là DJ Dismore. Và không biết nói gì hơn nữa, chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức chương trình Hoa hậu Việt Nam đã tạo điều kiện một cái cơ hội thật là tốt cho Yami và Yến Lê có thể đến gần hơn với tất cả các khán giả trên toàn quốc nói chung cũng như là các khán giả của Vinh nói riêng. Ngày mai đứng ở trên xem qua TV thì có thể là không cảm nhận hết được cái không khí ở ngoài, nhưng mà đứng ở trên sân khấu nhìn xuống thì mới thấy là một thành phố Vinh rất là đẹp và rất là đông. Người về là về có nhớ 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 ta chẳng ta về là về ta nhớ hàm răng chưa cô mình Lê và Yami. Xin được chúc cho tất cả các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2018 thật là rạng rỡ, thật là thành công trong phần biểu diễn của mình và chắc chắn rằng là mong rằng tất cả chúng ta sẽ tìm ra được một ngôi vị hoa hậu xứng đáng nhất cho năm 2018 năm nay nhé. Yeah.